Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn cách để câu lại cái bóng đèn bàn thờ này sử dụng bền không có bị đứt bóng. Thông thường thì ở trong cái bóng đèn bàn thờ này nè, nhà sản xuất người ta sử dụng cái bóng đèn trí ớt này. Bóng đèn này có vùng miền gọi là bóng đèn quả nhốt. Cái bóng đèn này thì nó sử dụng sợi đốt nung nóng và ở trong này bằng thủy tinh nè. Khi mà điện tối lại, thông thường thì cái bóng đèn này chúng ta thắp lên bàn thờ thì thắp liên tục, mà khi thắp lâu thì nó sợi tóc ở trong này nó nóng lên và nó dễ bị đứt. Hoặc là tối lại các thiết bị điện chúng ta đi ngủ tắt hết rồi thì điện nó sẽ mạnh lên, hiệu điện thế nó tăng lên chút ít, thì cái bóng đèn này nó cũng nhanh đứt. Thì có một cách rất là đơn giản để không nó lâu đứt bóng thì chúng ta mắc nối tiếp trở lại. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn cách mắc nối tiếp bóng đèn bàn thờ sử dụng bóng nó rất là bền. Mời các bạn quan sát cách làm nhé. Thông thường thì cái bóng đèn bàn thờ chúng ta mua về người ta câu sẵn như thế này nè, một sợi màu đỏ và một sợi màu vàng, thì nó rất là đơn giản. Một sợi đỏ nối với lại cái đít và một sợi vàng nối với lại cái thân của cái bóng. Còn nếu như gặp trường hợp mà cái dây này nè nó không có dính liền với nhau, nó không có phân biệt màu đỏ và màu vàng hoặc là màu xanh, hai màu khác nhau thì chúng ta phải tháo ra và kiểm tra trong này nè. Ở đây thì mình làm hai cái đuôi nó không có khác màu mà là nó trùng màu với nhau nha. Các bạn quan sát nè. Thì cũng rất là đơn giản. Cái phần dây này nó nối với lại cái đít nè. Cái đít này nó sẽ tiếp xúc với lại cái đầu này của cái bóng. Còn cái bên này nó nằm ở bên vỏ, nó sẽ tiếp xúc với cái vỏ ngoài này. Hai cái này nó cách điện với nhau nha các bạn. Một cái dây nóng và một cái tiếp xúc với dây lạnh nè. Thì công việc đơn giản là chúng ta lấy cái đít của cái bóng thứ nhất nè. Các bạn quan sát cái đít dây của cái bóng thứ nhất nè, chúng ta nối với cái vỏ của cái bóng thứ hai. Cái đít của cái bóng thứ nhất chúng ta nối với cái vỏ của bóng thứ hai, chúng ta nối chặt kỹ cái này lại, và hai cái này chúng ta nối với nguồn điện là xong nha. Công việc nó rất là đơn giản. Hai cái này chúng ta nối với nguồn điện, nóng lạnh gì cũng được, chỉ cần lưu ý là cái đít của cái bóng bên số 1 nối với cái vỏ của cái bóng số 2. Còn ở đây mình sẽ bắt nối tiếp cái bóng đèn bàn thờ này cho các bạn quan sát. Bây giờ mình lấy cái dây vàng của cái bóng thứ nhất nè, nối với dây đỏ của thứ hai. Rồi hai cái này mình đấu với lại đấu với dây điện để cắm vào cắm vào ổ cắm là xong. Dây vàng nối với dây đỏ ha.
Còn nếu bình thường các bạn sử dụng dây đỏ với dây vàng nối đấu trực tiếp vào thì điện nó sẽ là 220, thì nó dễ đứt bóng. Còn chúng ta nối như thế này là gọi là bắt nối tiếp, thì điện hiệu điện thế nó sẽ giảm xuống còn 110, thì cái bóng này sử dụng nó lâu đứt. Và các bạn quan sát nè, bóng đèn nó sẽ sáng yếu. Và nó sẽ lâu đứt bóng. Bây giờ hiệu điện thế của mỗi bóng chỉ còn lại 110V thôi. Các bạn quan sát nha. Nếu trường hợp cái chúng ta mua về mà cái người ta đấu sẵn như thế này nè, có phân biệt dây đỏ dây vàng á, thì chúng ta câu nó rất là đơn giản. Còn nhà sản xuất mà cứ làm không có phân biệt rõ hai cái dây nó giống nhau á, thì chúng ta cũng tháo ra và là đấu trở lại như thế này, nó cũng rất là đơn giản thôi. Lấy đít của cái vỏ cái bóng thứ nhất nối với lại cái vỏ của bóng thứ hai và nối hai dây còn lại với lại nguồn điện thì nó cũng ra cách bắt nối tiếp và điện nó giảm xuống còn 110, thì bóng đèn nó rất là bền, không có bị đứt. Video chia sẻ cách bắt nối tiếp bóng đèn bàn thờ sử dụng bóng đèn quả nhốt đến đây xin kết thúc. Các bạn có ý kiến nào hay thì để dưới phần bình luận để mọi người cùng làm theo với nha. Mời các bạn bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mình với. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.